Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc sắp tới tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới gây rét đậm, rét hại tại nhiều khu vực. Trong khi đó, thời tiết miền Trung hứng mưa lớn kéo dài. Cụ thể, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn di chuyển xuống phía Nam, dự báo trên đất liền khoảng đêm 15 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Từ ngày 15 tháng 11 đến đêm ngày 16 tháng 11, khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ đêm ngày 15 tháng 11 đến chiều ngày 16 tháng 11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Trên biển từ đêm ngày 15 tháng 11 ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh. Từ ngày 16 tháng 11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-4 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động. Ở trạm đảo Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sau đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gần sáng có lúc có mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trên vùng ven biển gió mạnh lên cấp 4-5, giật cấp 6-7, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa vừa và dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.